Hôm nay sẽ cho Lucy, em 3B với lại bò sữa ra sân cho chơi ha, cho chơi trò chơi lụm banh. Rồi coi lẹ lưỡi rồi, phê rồi. Ôi giời. Giờ mình sẽ lấy mấy miếng cá này nhét vô trái banh cho nó thơm. Ép nhỏ quá. Lên đường. Đi ra sân cỏ chơi. Anh em nhắm chơi lại mình không? Anh em nhắm chơi lại mình không? Anh em mình hơi bị đông á nè. Lên chạy nhanh không? Thử đâu. Ơi, hùm lắm á. Trời bậy luôn rồi ông nội kia. Bậy chỗ sân chơi người ta không ơi. Bây giờ mình sẽ tổ chức một cái cuộc đua. Bây giờ 4 vận động viên, 3 thằng đen, 1 thằng bò sữa. Từ từ. Ẩu rồi đó, không tới đâu. 1 2 3 Mình chạy không lại luôn. Vậy thôi. Rồi lại đây con. Đây lụm lại cho anh đi, anh xé cho ăn. có con bò sữa nó lại. Bây giờ tập hợp ở đây đua một cái cho khán giả coi nè. Anh em chuẩn bị vô cái cuộc đua nè. Cuộc đua có 4 thành viên. Má ẩu rồi. Ẩu rồi. Ôi. Mày chạy không lại tao chứ. Hello, mình là Nam Ngô. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay sẽ cho Lucy, em 3B với lại bò sữa ra sân cho chơi ha, cho chơi trò chơi lụm banh. À, nhưng mà cái chế banh này là nó có mùi thơm nha. Nó có mùi thơm nha. Mình sẽ bỏ đồ ăn này vô đây. À, hửi mùi đi. Rồi coi lẹ lưỡi rồi, phê rồi. Ôi giời. Liêm sỉ gì tầm này nữa. Đây. Đó, đây là sản phẩm cái gì? Cá ngừ sấy lạnh của Huỳnh Gia ha. Huỳnh Gia Pet Shop. Giờ mình sẽ lấy mấy miếng cá này nhét vô trái banh cho nó thơm. Mình là thiệt là biết bày vẽ quá đi. Thơm lắm bạn, còn thơm nguyên mùi cá ngừ luôn. Thơm nguyên luôn. Ép nhỏ quá. Anh biết ép em quá. Không xì đâu. Mốt mà mình sẽ có một bí mật mình muốn bật mí cho các bạn là các bạn có nhớ diễn viên Lucy đó chạy tung tăng vào cái clip kia. Mình nhớ nhét cái này vô, thứ nhất là nó vừa nặng mà nó vừa thơm nữa ha. Sẽ quăng cho tụi nó chạy lụm. Đói lắm rồi. Không, giờ này là giờ anh cho nó ăn cử nữa. Thường thường là giờ này nó sẽ được ăn ăn thịt hoặc là ăn chuối. Cho nên nó đang rất là thèm thuồng. Ok, như đây đủ rồi đó. Ok. Trái banh này rất là nhiều dinh dưỡng nha. Thơm quá. Rồi. Ra quân. Đang sửa mấy chuồng lại, chuồng lưới lủng hết. Ra quân. Từ từ. Mình lăn xăng là quýnh mày giờ á. Rồi ra đây sửa, bò sữa. Lên đường. Đi ra sân cỏ chơi. Chơi chung cũng hòa thuận ha các bạn ha. Không có lấn cấn gì lắm. Hửi á, Lucy là con cái đang lên giống, đi ra đây. Lucy, B. Bò sữa. Anh em, lên được. Anh em hơi bị đông á. Ở đây.
Anh em nhắm chơi lại mình không? Anh em nhắm chơi lại mình không? Anh em mình hơi bị đông á, nè. Nè. Đứa nào lụm trái banh về trước là thưởng cái số cá này bậy rồi đó ông. Bạn nào ra đây cũng đầu đi gọi là xả e hết. Nè. Đứa nào biết? Thơm lắm á. Nè, Lucy. Hửi gì đó. À, con chó khác nó tè chỗ này đâu anh hửi. Đâu rồi, bê. Nè. Bê chạy nhanh không? Hửi không? Ơi, thơm lắm á. Nè. Rồi, đứng tiên đây. Chuẩn bị quăng ngang kia lụm nha. Ôi, nó mạnh. Nó phóng nè. Phóng lên. Ôi, mạnh chưa. Nè, bê, Lucy. Bò sữa, chuẩn bị nè. Trời, tụi bay mất tập trung quá. Bê, chuẩn bị. Xây. Có mình đằng này à. Có mình luôn. Nguyên đàn này chạy tưởng nguyên đàn heo á, nó cứ rụt. Này nó đi bò. Ủa nó bò vậy. Trời bậy luôn rồi ông nội kia. Bậy chỗ sân chơi người ta ông ơi. Này chắc đua chó bốn sắp bốn con ra đua luôn cho nó lạ luôn á. Được chưa? Thơm không? Đây. Đây nè, cuộc đua chó bốn. Mở cuộc đua chó luôn. Từ từ. Ngồi yên xuống đây. Ngồi yên này. À, cái đội hình này nó không có tập trung. Thằng này có cái con này thì nó mê đồ ăn, cái con này thì mê cái chỗ này của con này, con kia lang bang. Vô đây bê, lại đây. Bây giờ mình sẽ tổ chức một cái cuộc đua. Bây giờ bốn vận động viên, ba thằng đen, một thằng bò sữa. Từ từ, hậu rồi đó, không tới đâu. Trời con cái bụng của nó nhịp tới nhịp lui rồi. Đến đây mình tổ chức cuộc đua cho. Chuẩn bị chưa? Chạy nè. 1, 2, 3. Chạy kìa. Không ai chạy. Cuộc đua nhất nhạt luôn. Thôi lấy cái bây giờ lấy cái ống nước làm cái vạch xuất phát nha. Dạ đâu. Hái vận động viên da đen này. Lông dài quá. Đây toàn lông ngắn, còn đứa lông dài. À, hôm chưa, giờ tôi chắc chậu chạy nè. 1, 2, 3. Mình chạy không lại nó luôn. Chạy kìa, không có nào không ăn hết. Dạ ơi. Rồi lại đây con. Từ từ coi, mày không chịu lo làm việc. Nó làm việc kìa, nó lụm đồ ăn lại kìa. Rồi lại đây. Còn nó tính không đem lại, nó tính dây tại chỗ luôn. Ở đây Lucy. Xong lụm cái nó lại. Không lụm nó lại. Đây thôi, ta xé ra cho ăn luôn. Thấy tội nghiệp quá. Đây. Đây lụm lại cho anh đi, anh xé ra ăn. Rồi bỏ đây. Bỏ đây. Bỏ đây đi, xé cho ăn. Cái này đua nó không chịu đua. Giật giải luôn. Giật giải.
Đây nhả ra cho anh, bỏ xuống. Bỏ xuống anh xé cho ăn. Hên, có con bò sữa nó lại. Bây giờ tập hợp ở đây đua một cái cho khán giả coi nè. Anh em chuẩn bị vô cái cuộc đua nè. Cuộc đua có 4 thành viên. Má ẩu rồi. Ẩu rồi, ôi. Không được đâu. Rồi ngồi đây. Bê. Bê đâu? Chuẩn bị chạy nè. Bê. Lucy, lên. Mày chạy không lại tao nhớ. Nó chạy đâu cái đầu gối vô quỷ. Hồi nãy chỉ xé ra cho ăn nè, đâu rồi? Ui. Bằng cái đầu gối rồi. Lụm chưa? Đây, xé ra cho ăn. Anh em thấy cái cuộc đua này nó ghê lắm. Á, cuộc đua. Đua thế kỷ luôn. Nè. Nè, nãy giờ đứa nào giỏi nhất? Đó. Nè, bò sữa. Đứng lên nổi không? Từ từ, từng đứa một. B đứng lên nổi không? Nè, hãy coi Lucy biểu diễn nè. Đó, ghê chưa? Đó, thôi, ta. Bê đâu? Nè Lucy. Nè. Lucy nói mày để yên cho tao ăn coi nó. Mặc kệ luôn. Nói với bò sữa là giờ mặc kệ luôn á. Có cần phải đi cái thế ngang vậy không? Thế này sao vô? Tội con này trai tân các bạn. À, con bò sữa mới có 1 năm tuổi thôi. Con này lái máy bay, đang lái máy bay mà mày lái cái thế này sai rồi. Cái lái cái thế này đâu có vô được. Nè. Trời coi kìa. Nóng. Lucy nóng. Nóng rồi đó. Ủa, Lucy nó đâu có quan tâm đâu. Nói chứ cái món cá này ngon nha. Cái cá này rất là thơm. Trời ơi, mày thở ghê quá. Nè, ăn đi. Ok các bạn. Quá là vui. Mỗi lần giỡn với tụi này là rất là mệt luôn á. Nếu mà có thời gian giỡn cả ngày á, được luôn, lăn lộn trên cái bãi cỏ này. Mà mỗi đứa làm một công việc riêng à. Không có nào quan tâm đến cuộc đua á. Trong khi cuộc đua này có một cái gọi là gì ta? Hạt giống. Trong thể thao nó gọi là có một hạt giống à. Có một hạt giống rất là lớn đến đây mà nó không có quan tâm luôn. Nó lo đứa làm gì đâu không à. Con này lo đi kiếm gì á. Con này thì mê đồ ăn. Còn ông nội ghê rồi thôi đừng có nói tới luôn. 18 cộng. Trời ơi. Thôi bỏ đi. Đông người coi lắm. Không được đâu. Và cái phần thưởng là cái món cá hồi xé lạnh này rất là thơm ngon nha. Thơm mà cảm giác là mình cũng thích luôn á. Nè. Thôi ăn đi. Ăn đi. Hết rồi. Thơm, tụi nó khoái. Đây nè Lucy. Nè. Xì. Lu. Vui chưa mày á, mày vui. Có mùi phụ nữ thôi chứ chưa ăn giọng gì được hết. Ok các bạn. Đợi buổi chiều trời mát, bước xuống nắng rồi thả tụi này cho nó ra nó chạy chơi cho nó đỡ bị gọi là mất sức. Còn buổi trưa nắng quá nó sẽ hóc, bị hóc. Tụi này nó thở nghe không, thở khò khè y như nguyên đàn heo thở vậy á. Ok. Tội tình gì không? Tội tình gì? Không quan tâm này đúng là gọi là cái gì ta? Anh đại luôn á, không hề quan tâm. Không màng thấy sự con. Trời ơi con, Lucy nằm ở tướng cho bạn đó kìa, nó bành hai chân ra làm sao luôn kìa.
Thôi ok, chào khán giả đi, mày làm xấu mặt tao quá bò sữa. Cà rốt vô nhận ra đệ tử, đệ tử. Cái nết gì kỳ quá, cà rốt ơi. Cái sàn, kè. Ủa mày vô, vô thế nghe, không biết sao vô luôn á. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Hư, hư, chưa có được lụm. Trời ơi, thở ra, thở. Thở, thở. Thở đi như là cái gì ta. Chưa có được vô mở bò vậy, rít quá rít. Ok, bye bye nha. Anh em đâu, về trường. Về trường. Bye bye.